Theo những số liệu mới nhất, tính đến 18 giờ ngày hôm nay, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 11.200 người, trong khi con số thương vong có thể còn tăng thêm. Hàng nghìn người sống sót cần trợ giúp khẩn cấp. Hàng chục quốc gia tổ chức đã cử các đội cứu trợ tới hai nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt là Syria thiếu thốn trang thiết bị cứu hộ, cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng đã gây cản trở tới các nỗ lực viện trợ. Với đôi mắt đầy âu lo và hoảng sợ, anh Youssef, người Syria, đã chờ đợi tin tức về các thành viên trong gia đình mình suốt hai ngày, những người đang mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà ở Aleppo. Suốt hai ngày nay, tôi đợi tin về bố mẹ, anh trai, chị gái và con gái chị ấy, nhưng chẳng có gì. Tôi đã nói chuyện với họ và nghe thấy tiếng họ, nhưng thật không may, ở đây việc cứu hộ chậm chạp và không có đủ thiết bị. Ở Syria, hàng nghìn người đang giống như Youssef, chờ đợi xem liệu người thân của họ có thoát ra khỏi đống đổ nát hay không. Nhiều người đã từ chối đến nơi trú ẩn, lo sợ một trận động đất khác. Thay vào đó, chọn cách ngủ trong ô tô hoặc trên vỉa hè ngoài trời lạnh. Tại tâm chấn của trận động đất, thành phố Karamanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người sống sót vật vã trong cái lạnh và sự tuyệt vọng, nhưng vẫn cố ở lại gần những tòa nhà đổ nát để chờ tin tức người thân đang mắc kẹt. Chúng tôi đã mất nhà cửa, chúng tôi bị mưa, chúng tôi ngủ trên nền đất lạnh. Hãy nhìn tình cảnh của chúng tôi bây giờ, cầu Chúa giúp chúng tôi. Trận động đất có độ lớn 7,8 với tâm chấn ở độ sâu khoảng 18 km xảy ra gần thành phố Gaziantep ở Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria khoảng 60 km. Ít nhất 285 dư chấn đã xảy ra sau trận động đất này. Con số thiệt hại về người và tài sản dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hết sức để xác định vị trí của những người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của hàng nghìn tòa nhà bị sập. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng đường xá hư hại nặng đang gây khó khăn cho hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và cứu trợ cho các vùng bị ảnh hưởng. Liên Hợp Quốc đã công bố khoản tài trợ trị giá 25 triệu đô la Mỹ cho công tác nhân đạo tại những khu vực bị ảnh hưởng tại hai nước. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế thông báo cử 6 đội hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và điều trị khẩn cấp tới các vùng gặp nạn. Bên cạnh các cam kết hỗ trợ tài chính, đến nay, Liên Hợp Quốc, NATO, Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên cùng gần 20 nước như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Jordani, Liban, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia đã triển khai lực lượng tới tham gia công tác cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ngày 7 tháng 2, theo giờ Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu trước Lưỡng viện Quốc hội. Đây là lần đọc thông điệp liên bang thứ hai trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden và cũng là cơ hội để ông Biden điểm lại các thành tựu trong hai năm qua và đưa ra chương trình nghị sự cho năm tiếp theo. Trong thông điệp liên bang năm nay, Tổng thống Biden đã điểm lại những thành tựu kinh tế và lập pháp của chính quyền ông, điều đã giúp cải thiện cuộc sống của người dân Mỹ trong hai năm qua. Các thành tựu này bao gồm giảm lạm phát, tạo ra hàng triệu việc làm, cắt giảm giá thuốc kê đơn và giá năng lượng, tăng cường sản xuất chip bán dẫn, giảm thâm hụt ngân sách và cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng trong nước. Câu chuyện của nước Mỹ là một câu chuyện về tiến bộ và khả năng phục hồi, luôn tiến về phía trước và không bao giờ đầu hàng. Mỹ là quốc gia duy nhất luôn trở nên mạnh mẽ hơn sau các cuộc khủng hoảng, và đó là điều chúng ta đang thực hiện lại. Hai năm trước, nền kinh tế của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta đã tạo ra số lượng kỷ lục 12 triệu việc làm trong hai năm qua, nhiều hơn số lượng việc làm mà bất cứ tổng thống nào tạo ra trong nhiệm kỳ 4 năm. Hai năm trước, đại dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều doanh nghiệp và trường học phải đóng cửa và lấy đi của chúng ta rất nhiều. Ngày hôm nay, COVID-19 đã không còn kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Biden kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa cùng hợp tác với ông và Đảng Dân Chủ để cùng nhau có thể đạt được các thành tựu mới trong thời gian tới. Tranh đấu và xung đột sẽ không đưa chúng ta tới đâu cả. Tầm nhìn của tôi cho đất nước chúng ta đó là khôi phục lại linh hồn của đất nước, xây dựng lại xương sống của nước Mỹ, tầng lớp trung lưu và đoàn kết đất nước. Tổng thống Biden cũng nêu những ưu tiên trong chính sách của mình nhằm giải quyết một số vấn đề trong thời gian tới, trong đó có nhiều vấn đề về y tế, nâng trần nợ công, tăng thuế đối với các tập đoàn lớn và giới siêu giàu, giảm bạo lực súng đạn, cải cách lực lượng cảnh sát, giải quyết tình trạng người di cư ở biên giới. Về chính sách đối ngoại, ông Biden khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ người dân Ukraine và cam kết vì tự do và hòa bình không chỉ ở châu Âu mà toàn thế giới. Với Trung Quốc,
Tổng thống Biden nhấn mạnh chính quyền của ông đang đầu tư để nước Mỹ mạnh hơn, đặc biệt là trong các lĩnh vực sáng tạo và trong các ngành công nghiệp sẽ định hình tương lai, những lĩnh vực mà Trung Quốc đang tìm cách thống trị. Mỹ hiện đang ở vị thế mạnh nhất trong nhiều thập kỷ để cạnh tranh với Trung Quốc và bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Tổng thống Biden khẳng định Mỹ cam kết hợp tác với Trung Quốc ở những lĩnh vực có thể nhằm thúc đẩy các lợi ích của Mỹ và mang lợi ích cho thế giới. Thông điệp liên bang lần này của Tổng thống Biden được nhiều người cho là bước chạy đà cho chiến dịch tái tranh cử của ông vào năm 2024. Tuy nhiên, bài phát biểu diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa đã kiểm soát Hạ viện và uy tín của ông đang ở mức thấp. Bất chấp những nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ, tỷ lệ ủng hộ ông Biden chỉ ở mức 41% trong cuộc thăm dò dư luận của Reuters Ipsos kết thúc vào ngày 5 tháng 2 vừa qua. Truyền thông Nhật Bản hôm nay đưa tin nước này đang xem xét nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới đối với du khách từ Trung Quốc sớm nhất là trong tháng 2. Theo đó, Nhật Bản đang lên kế hoạch chấm dứt quy định xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả du khách từ Trung Quốc khi nhập cảnh. Tuy nhiên, nước này sẽ tiếp tục yêu cầu du khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng đang cân nhắc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế cấp thị thực đối với du khách Trung Quốc sớm hơn dự kiến. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tại quốc gia láng giềng này đang cải thiện, Hàn Quốc sẽ duy trì xét nghiệm COVID-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc cho đến ngày 28 tháng 2 tới. Tuy nhiên, giới chức đang cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm cấp thị thực ngắn hạn cho các du khách Trung Quốc trước thời hạn này. Lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe tại Mỹ đang phải đối mặt với việc giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực, đặc biệt sau thời điểm đại dịch COVID-19 và khó khăn về kinh tế hiện nay. Trong bối cảnh này, nhiều cơ sở y tế khám chữa bệnh đã quyết định áp dụng công nghệ cao, cụ thể là sử dụng robot như một cách để giải bài toán về nguồn lao động trong ngành hiện nay. Bước chân vào bệnh viện Amherst Memorial, thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ, mọi người có thể nhìn thấy hai robot cao khoảng 1,5 mét với đôi mắt xanh đang di chuyển dọc hành lang. Chúng tôi có hai robot trong bệnh viện. Chúng làm việc 24/7 và chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để sạc điện. Trong vài năm gần đây, chúng tôi đã gặp phải vấn đề thiếu hụt nhân sự và chúng tôi đã sử dụng các giải pháp công nghệ độc đáo để giải quyết vấn đề đó. Một robot như vậy có thể đảm nhận phần việc của 3 nhân viên. Robot Mercy được chế tạo bởi công ty Diligent Robotics có trụ sở ở Texas. Phần trước ngực của nó được trang bị một màn hình kỹ thuật số và thẻ an ninh để mở cửa, được cấy trực tiếp vào tay. Kể từ tháng 6 năm 2022, hai nhân viên đặc biệt của bệnh viện đã làm việc liên tục để giảm bớt gánh nặng cho nhân viên y tế, giúp họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho bệnh nhân. Đồ tiếp tế, thuốc men và những thứ khác mà chúng tôi cần cho việc khám chữa bệnh, robot sẽ đi lấy và mang tới cho chúng tôi. Chúng tôi đưa ra yêu cầu thông qua thiết bị di động, robot sẽ tiến hành phân tích và thao tác một cách nhanh chóng. Theo thống kê, hai robot thực hiện khoảng 1.800 lượt cung cấp thiết bị y tế mỗi tháng. Quãng đường di chuyển vào khoảng 1.600 km, tức là khoảng 2 triệu bước đi bộ. Trong 6 tháng qua, sự hỗ trợ của robot Mercy tương đương 3.100 giờ nghỉ ngơi của nhân viên y tế. Các nhà nghiên cứu đã dành nhiều năm để thực hiện các thử nghiệm tại 4 bệnh viện ở Texas trước khi đưa Mercy ra thị trường. Dù còn nhiều hạn chế, đặc biệt là khả năng tương tác với các bác sĩ và cả người bệnh, nhưng Mercy là một phần tương lai của công nghệ trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy sự phát triển dịch vụ y tế. Diligent Robotics không tiết lộ số tiền mà các bệnh viện như Amherst Memorial phải chi trả để có được một robot như Mercy, nhưng họ cho biết giá thành của nó rất hợp lý. Trong đó, khách hàng có thể trả tiền để đổi lấy các tính năng khác nhau của Mercy phù hợp với yêu cầu cụ thể của bệnh viện. Hiện nay, robot Mercy đã có mặt tại nhiều bệnh viện trên khắp nước Mỹ và Diligent Robotics cũng rất bận rộn để hoàn thành các đơn đặt hàng tiếp theo. Trong khi đó, các chuyên gia địa chấn nhận định trận động đất mạnh 7,8 độ làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là do mảng kiến tạo Ả Rập dịch chuyển về phía Bắc và có thể đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị trượt 3 mét so với vị trí ban đầu. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, cú trượt mảng kiến tạo gây ra trận động đất diễn ra trong khoảng 75 giây. Đối với hầu hết người dân ở Thổ Nhĩ Kỳ, trận động đất gây ra rung lắc từ 1 đến 2 phút. Thổ Nhĩ Kỳ dễ xảy ra động đất vì nằm trên các đường đứt gãy lớn, giáp với mảng Anatolia, mảng Ả Rập và mảng Á-Âu. Theo các nhà khí tượng học, khoảng 225 km đường đứt gãy giữa mảng Anatolia và mảng Ả Rập đã bị ảnh hưởng trong trận động đất. Theo phân tích dựa trên dữ liệu sơ bộ, hai mảng kiến tạo đã trượt qua nhau từ 3 đến 3,5 mét. Theo những số liệu mới nhất tính...